Hồ sơ SCP tập 24, SCP-002 căn phòng sống. Phân loại quản thúc dành cho SCP này là Euclid, nghĩa là khó quản thúc. Trước khi bắt đầu thì mình xin nói là video này chỉ mang tính chất giải trí, nội dung của video không có thật nha mọi người. Nếu video này xuất hiện một số từ ngữ hình ảnh nhạy cảm thì mong mọi người cân nhắc khi xem. Ok, cảm ơn mọi người. SCP-002 căn phòng sống là một khối vật chất có hình dạng giống như một khối u làm từ thịt, với thể tích là 60 mét khối. Nó được tổ chức tìm thấy lần đầu tiên tại một ngôi làng ở miền Bắc Bồ Đào Nha, sau khi nhận được tin báo là có một vật thể lạ rơi xuống từ trên trời. Ở bề mặt ngoài của SCP-002 có một lối vào. Đây là một cánh cửa sập làm bằng sắt dẫn vào bên trong. Bên trong của SCP này có kết cấu như một căn phòng cho thuê giá rẻ với diện tích khá khiêm tốn. Trên một bức tường của căn phòng này có một cái cửa sổ. Tuy nhiên, nếu ta nhìn từ bên ngoài vào thì lại không thấy cái cửa sổ nào hết. Được biết rằng, căn phòng trong SCP-002 chứa nhiều đồ nội thất. Khi tổ chức khám nghiệm những đồ nội thất này thì lại phát hiện ra một sự thật kinh người. Đó là chúng được làm từ xương, tóc và các chất sinh học của con người. Ôi trời ơi! Đáng sợ hơn nữa, dựa theo các cuộc nghiên cứu về mất tích bí ẩn đã cho thấy rằng khi có bất kỳ người nào tiến vào bên trong của SCP-002 đều sẽ bị biến mất ngay lập tức. Và lúc này trong căn phòng sẽ mọc ra một món đồ nội thất mới. Điều này giống như là SCP-002 sẽ bắt đi những ai tiến vào bên trong nó và sau đó sẽ biến họ thành những món đồ nội thất được làm từ chính dây thịt của họ. Tính tới thời điểm hiện tại, SCP-002 đã làm bay màu tổng cộng 10 nhân viên của tổ chức và tất nhiên có thêm 10 món đồ nội thất được trang trí bên trong nó. Tổ chức đã từng thử đưa động vật sống và xác chết vào bên trong căn phòng của SCP-002, nhưng điều kỳ lạ là không có gì xảy ra cả. SCP-002 không bắt những thứ này đi. Thành ra có thể kết luận rằng SCP này chỉ bắt đi những con người còn sống. Do những điều trên, tổ chức đã liệt SCP-002 vào một những SCP nguy hiểm đối với con người và phải được giám sát một cách nghiêm ngặt, nghiêm cấm các trường hợp tiếp xúc trực tiếp, trừ các trường hợp dành cho mục đích nghiên cứu. Hiện tại, tổ chức vẫn chưa rõ ai đã tạo ra SCP-002 và mục đích gửi nó xuống trái đất để làm gì.